Hôm nay có hai bạn tên là Nhật Phương và Vi lên núi khỉ Vì Ba chơi. Đó, chào Vi ăn. Ồ, khỉ nó dành ăn á các bạn. Khỉ tụi nó đang dành ăn đấy. Rồi, con bên hông luôn, con bên hông nè. À, dễ thương. Cứ từ từ, không sao. Cứ cho nó ăn từ từ, không có vấn đề gì đó. Đấy. Nó không có cắn mình. Nó tới là chủ yếu là nó xin thức ăn thôi. Sợ nó đừng nhìn nữa. Nhìn là tiếp xúc đó phải không? Cái đồ ăn á đưa cho anh này, anh cầm hết, em đừng cầm nữa. Rồi đó. Nó nhỏ nó không dám xuống, có con lớn ngồi dưới đây nè, mấy nhỏ đâu dám xuống đâu. Nó lấy không tới, lấy không tới, quăng lên đi. Rồi dưới chân luôn đó. Đó. Trời gầm, trời đang chuyển mưa. Cái bịch đó bên tay da trái cầm cao cao lên nha. Lát nữa nó giật nó bỏ nó chạy. Nó không dám tới. Mẹ con luôn, bốn mẹ con luôn. Mấy con khỉ nó giỡn, nó nhảy đùng đùng cho lóc nhà không các bạn? Suốt ngày vậy, cứ nhảy đùng đùng mà mầm cho lóc nhà vậy. Anh nói mấy cô yêu nhưng anh không cần người yêu. Ba má anh sang ra vẫn vô
không nhỏ nên đã biết làm gì đâu. Rồi một hôm anh gặp cô gái vàng, cứ thế lòng thận thơ đêm ngày ôm nhớ mong. Để rồi chợt nhận ra anh bỏ quên quá nhiều, nghĩ đến bà mà anh lại thấy thật buồn. Là do em đơn phương, chính em đơn khiến chàng trai đổi thay không còn như trước kia. Anh yêu đã dần thấu, anh vui sâu, thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi. Chẳng thể là nguồn sâu, anh đã không còn như xưa. Mãi mãi mộng mơ nữa đâu, vì là chúng em không cho em đơn. Nhưng anh yên, anh đổi thay bản thân mỗi ngày. Yeah.